Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị Hiện em đang đứng ngay chợ Bình Trị Đông Đức Mới luôn nè cô chú anh chị ha Chợ này là chợ Bình Trị Đông Đức Mới của đường Trương Phước Phan nha cô chú anh chị à, Giờ em sẽ chạy vào thẳng bên trong ngôi nhà này cho cô chú anh chị xem nha Thì nhà này thì cái diện tích của ngôi nhà này là ngang 4m và chiều dài là 8m rưỡi cô chú anh chị ha Nhà thì hiện tại đang nằm ở đường Trương Phước Phan à, Từ nhà mình có thể thông ra tới đường Đức Mới luôn nha cô chú anh chị đây là vị trí mặt tiền đường của đường Trương Phước Phan nè cô chú anh chị ha. Ở nhà mình thì có cách có diện tích là ngang 4, dài 8 mét rưỡi và được thiết kế là một trệt, một lầu. À, nhà mình thì có cái công năng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Nhà thì hiện tại đang nằm ở hướng Tây. À, từ đây nè cô chú anh chị. Đó. Này là hẻm 62 của đường Trương Phước Phan nè. Mình chạy vào nè cô chú anh chị ha. Hẻm 62 đường Trương Phước Phan mình chạy vào. Đó mình giờ mình chạy em chạy thẳng vào là bên trong này cô chú anh chị ha tới đây mình rẽ phải nha cô chú anh chị đó, tới ngay chỗ cái cái đường này nè cô chú anh chị sắp tới rồi giờ nhà dạ, tới đây nè cô chú anh chị ha tới đây sau cái ngôi nhà này mình rẽ phải nè đó, nếu mà mình đi thẳng luôn là mình sẽ ra được đường tân đất mới luôn nha cô chú anh chị còn mình rẽ phải nè thì ở đây thì đường cái là mình rẽ bên tay trái là cũng đều được ra được đường đất mới hết cô chú anh chị ha bên tay trái của mình á mình đã mình quậy qua là mình sẽ ra được cái hẻm 168 của đường đất mới đây vị trí ngôi nhà này là căn này nha cô chú anh chị đó giờ em sẽ giới thiệu toàn bộ về cái vị trí mặt tiền cho cô chú anh chị xem nhà mình là hướng tây nha cô chú anh chị ha thuộc uh, tây tứ trạch đây vị trí ngôi nhà của mình là căn này nhà được thiết kế một trệt một lầu nhà mình có ban công luôn nha cô chú anh chị đó, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha đường trước nhà là đường xe hơi có thể vào tới tận nhà của chú anh chị nha đường xe hơi bây giờ cùng mời cô chú anh chị mình đi đi từ vị trí ngôi nhà mà mình đi ra tới cái đường hẻm 24 của đường trương phú phan luôn nha hồi nãy là em đi hẻm 62 giờ em đi hẻm 24 nha cô chú anh chị ở ở bên tay trái á, là mấy cái con đường đó là đều thông ra được hẻm 168 của đường đất mới hết cô chú anh chị ha đó đường cái ngôi nhà này á, nếu mình có thể thông ra tới đường hương lộ 2 luôn đó vị trí này cô thợ cô quý cô chú anh chị mình đi thẳng luôn mình đi thẳng luôn nha đó, mình đi thẳng hướng này nè đó đó ngay chỗ cái, cái cái cái, cục điện đó, mình đi thẳng qua luôn là mình sẽ ra được mặt tiền đường của đường hương lộ 2 của chú anh chị nha đó. ở đây thì đường cái là nó nhiều nhánh nhánh nào mình cũng thông ra được hết cô chú anh chị còn đây là cái vị trí mặt tiền đường cái, cái hẻm của hẻm 24 của đường Trương Phước Phan nè xe hơi vào thoải mái luôn cô chú anh chị ha đó bên tay trái của chú anh chị rẽ trái thì mình ra được đường Tân Hòa Đông còn rẽ phải thì mình ra lại chợ Bình Trị Đông hồi nãy nha cô chú anh chị thì nãy giờ em cũng đã sơ lược về cái vị trí mà đường đi cho cô chú anh chị mình rồi à, vị trí mà từ chợ Bình Trị Đông mình con mình đi ra tới cái hẻm 24 của đường Trương Phước Phan luôn rồi, cô chú anh chị ha thì ngôi nhà của mình đây cô chú anh chị nha nhà mình là ngang bốn dài 8 mét rưỡi và được thiết kế là một trệt một lầu với công năng sử dụng của nhà mình là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh đường trước nhà là đường 4 mét nha cô chú anh chị Đó, nhà mình thì sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng hết cô chú anh chị ha Đó, nhà mình có khoảng sân trước nhà luôn nè cô chú anh chị nhà thì được thiết kế là một lớp cửa nè hai lớp cửa nè có khoảng sân trước nhà nè nhà mình thì điện nước nhà nước hết Nhà này hiện tại chủ chia sẻ với em với mức giá là 3 tỷ 250 triệu. Giá này thì chỉ còn bất lập thôi nha cô chú anh chị ha. Đó, chủ bất lập Còn cô chú anh chị nào mà muốn thương lượng giá cả thì mình qua mình gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng cô chú anh chị ha. Nhà thì được sử dụng với cái tông màu rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, đây là khoảng phòng khách này cô chú anh chị. Đó, phòng khách của nhà nè, rất là rộng luôn. Nhà ngang 4, dài 8 mét rưỡi luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Ở trong đây thì sẽ có một khoảng không gian của toilet nè Rồi khoảng không gian bếp Em xin giới thiệu bếp trước nha cô chú anh chị Đây bếp kệ bếp đồ đầy đủ hết cô chú anh chị ơi Còn toilet thì nằm ở vị trí này Toilet thì bên trong sẽ có bồn cầu lavabo, vô Gương soi đầy đủ hết Gạch thì ốp tầm một mét rưỡi và mức giá là 3 tỷ 250 triệu nha cô chú anh chị Đó, Cô chú anh chị nào mà mình mình muốn xem nhà thì mình qua trực tiếp với cái vị trí ngôi nhà này luôn rồi mình gọi em cũng được không sao nha nhà mình là hiện tại đang thuộc hẻm 24 sạc 19 sạc mà 35 đường Trương Phước Phan nha cô chú anh chị là mình đi hẻm 24 vào thì sẽ rộng hơn còn mình đi hẻm 62 thì nó hơi chật một tí Dạ. Còn từ vị trí từ nhà thì mình có thể thông ra tới đường Hương Lộ 2 và thông ra đường đường Đức Mới luôn. Nói chung là ngôi nhà này thì có nhiều nhánh để thông ra lắm nha cô chú anh chị. đó khoảng không gian toilet. Đó, phía này mình đi qua đây á, là mình ra được hai phòng nè. ở một phòng kính ở đây, một phòng kính. đó với cái tông màu trắng nha cô chú anh chị ha. đó còn ra ngoài đây thì phòng bự ngoài nè cô chú anh chị. phòng bự thì sẽ có ban công và cửa sổ luôn. đó rèm cửa thì cũng đã được chủ người ta thiết kế sẵn cho mình hết rồi cô chú anh chị ơi và em xin thông báo lại căn nhà này là ngang 4 dài 8 mét rưỡi và được thiết kế là một trệt một lầu với công năng sử dụng hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nhà mình hiện tại đang nằm ở hướng tây thuộc vào tây Thứ trạch với chủ bán mức giá là 3 tỷ 250 triệu bất lọc của chú anh chị nha thì cô chú anh chị nào mà mình mình muốn xem nhà thì mình liên hệ em nha Đó, em qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem Đó, cô chú anh chị mình thích thì mình qua mình thương lượng gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng giá cả luôn đó, được thì mình mua của chú anh chị ha thuận mua vừa bán của chú anh chị ơi Đó, nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng hết của chú anh chị và em xin cảm ơn